Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước thì chúng ta đã có thêm một thành viên mới ở trong đội hình Advance các bạn ạ. Đó chính là Pokemon Kyurem Advance. Và đây, dự sẽ là một Pokemon đặc biệt nhất từ đầu tới giờ, bởi vì cái nhóc này á mang tới tận 3 hệ trong người các bạn. Đó chính là lửa, băng cũng như là rồng. Wow, đã vậy còn ngầu nữa. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có nhiều dịp tận dụng sức mạnh của Kyurem Advance ha. Còn bây giờ thì để mình tiến hành làm thêm vài cái bóng chứa cái đã. Tại bây giờ bóng chứa của mình nó cũng vơi dần rồi á. Than còn đúng không? Ok, còn vậy thì cho nó hoạt động luôn á. Alright. Ê, một khoan. Hồi nãy mình mới thấy ở đây lấp ló là boss Kyurem đúng không? Ủa lộn, Kyure đúng không nhờ? Ê, đúng không? Ui, hình như boss biến mất rồi. Hình như boss biến mất rồi các bạn ơi. Không thôi, lại có dịp để thử sức đội hình Pokemon của mình rồi. Nice. Ừ, mà nói mới nhớ, hôm qua mình đã có một ngày kết hợp hai Pokemon rồng rồi. Vậy thì hôm nay mình lại tiếp tục kết hợp Pokemon nữa nha. Hiện tại thì trong máy tính của mình đã có tới tận là hai Lunala lận các bạn. Một là Lunala bình thường và thứ hai là Lunala Fusion. Yeah. Thế nên là hôm nay dự là chúng ta sẽ tìm một Pokemon để chúng ta có thể kết hợp với Lunala ha. Thế nhưng mà gần đây có Latias xuất hiện các bạn ơi. What the heck? Latias đâu? Từ từ. Mới thấy cái thông báo Latias xuất hiện gần đây. Ê, trời ơi, mình lo già chuyện quá. Thiệt tình luôn. Ôi, vậy là lại vụt mất cơ hội tìm Latias rồi. Úi dồi, cái tội già chuyện thiệt chứ. Ok, giờ thì ở đây thì mấy cái nắp nó đang đập. Rồi, mình biết sao cái này nó hay bị đứng rồi các bạn ơi. Cái nhóc rết này chặn cái xe mỏ hàng gì, nó không chạy chia đều đồ ra là phải rồi. Ok, đó, giờ thì nó mới chia đều nè. Và trong lúc chờ đợi cho những cái nắp nó được đập ra thì mình sẽ qua cái cánh rừng gỗ sọ sẫm này tiếp ha. Mình sẽ đi săn cái Pokemon cực hiếm ở cánh rừng này, chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi. Đó chính là Necroma các bạn. Mình tìm từ đầu tới giờ luôn mà chả có gặp gì hết, trong khi cái nhà mình thì kế cánh rừng luôn á nha. Ừ, thế mới ảo á chứ. Không biết là hôm nay chúng ta có duyên để gặp được Necroma hay không ha. Nếu mà gặp được thì sẽ rất là tuyệt vời đó. Dự là hôm nay lại là một ngày mà chúng ta có thể kết hợp được thêm một Pokemon cực mạnh khác nữa đây. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Cái gì? Ui, gần đây có cấp phu xuất hiện các bạn ơi. Ở đâu vậy? Xuất hiện ở trong cánh rừng luôn. Oh my god, cấp phu là mình phải đi tìm ở phía dưới rồi đó các bạn ơi. Tại vì cái nhóc này sẽ không có quá bự đâu, thường là sẽ rất là nhỏ luôn á. Trong cánh rừng này luôn hả? Ở đây có em chuột, em chim. Rồi cấp phu của mình đâu? Bên đây chăng? Từ từ. Không, cái này là em sâu. Ý, where are you, cấp phu? Ê, dưới này chăng? Ui, chuẩn rồi các bạn ơi. Đây nè, chúng ta đã tìm được cấp phu rồi. Nice. Wow, hôm nay còn gặp được một em cực kỳ dễ thương nữa. Mà sau này Dự còn là một thành viên cực kỳ dễ gánh tem cho mình nha. Cấp phu em có 12kg thôi. Với nhóc này hả, chắc mình sẽ dùng Seesaw đi. Ok, Seesaw Phone Sweep để chúng ta nắm chắc cái tỷ lệ chinh phục được ha. Ok, coi cả. Thủ thế đánh võ đồ ta. Ui, tính ra bữa nay mình đang đi tìm Necroma huyền thoại luôn á, vậy mà lại gặp nhóc cấp phu này chứ. Mình số hưởng thiệt sự các bạn ơi. Đó, nhỏ mà có giỏi chưa. Chưa gì đã đấm vô mặt Seesaw Cyber của mình rồi. Ây da, nhóc này hả,
mình hết level bon rồi. Ê, vậy chỉ còn nước dùng ultra bon thôi các bạn ơi. Và hiện tại thì cấp phu mới cấp 15 mà, nên là sắp tới phải luyện cấp cho cấp phu chắc hơi bị nhiều quá nha. Ừ. Thôi, trước mắt thì phải cố chinh phục hẻm trước rồi đã. Nhìn cái mặt này chắc là không dễ tính rồi. Chắc là hơi bị khó để bắt em đây. Ừ. Mình có nên lầy lội dẫn em xuống nước rồi dùng Deep Bone bắt không các bạn? Sao mình dùng Ultra Bone thấy hiu quá à? Mình sẽ thử thêm 28 lần nữa ha. Tại vì mình còn 28 quả Ultra Bone các bạn. Còn ví dụ xui quá thì cho em đi tắm rồi dùng Deep Bone luôn. Đối với mấy em mà khó bắt thì chúng ta phải dùng một chút xíu mua mẹo các bạn. Đó đó đó. Không về đội mà còn đánh Seizor Cyber hoài đi. Nhỏ mà sung quá à. Ý, lần này ui vẫn không được. Trời ơi, gung lắc lâu vậy mà không chịu về đội luôn đi. Thôi, mình thấy cái đà này là chắc phải đưa em đi xuống chỗ này tắm rồi đó. Em đi tắm giùm anh cái đi. Dưới liền cho anh. Ok. Đó, xuống nước rồi ha. Tùng. Ý, trời ơi, ly vậy. Ồ, mình đẩy xuống nước xong cho em đi tắm mà. À, em đã chạy lên bờ à. Em này thông minh thiệt các bạn ơi, kháo khỉnh thiệt. Thôi được rồi, cưng mà đã vậy thì anh cũng không có nương tay đâu. Dùng Dust Bone thôi các bạn. Trong cánh rừng u tối này dùng Dust Bone thì hơi bị hợp lý đó. Ủa đâu rồi? Trời trời trời, em nhảy ra ngoài luôn rồi. Võ sư huyền thoại tương lai có vẻ là rất là khó chinh phục nha các bạn ơi. Không hề dễ đâu. Thấy cấp 15 vậy thôi chứ khó bắt hơn kha khá những Pokemon mình từng gặp đó. Lần này ui vẫn không được. Rồi luôn. Hết Ultra Ball luôn đó. Ê. Ui. Rồi mình lỡ. Mình lỡ ấn nhầm Master Ball rồi. Ấy. Nhưng mà đầu tư Master Ball cho một huyền thoại thì ok. Coi như một phần thưởng cho cấp phu khi về đội của mình đi ha. Trời ơi. Nhưng mà phải công nhận là cấp phu khó bắt thiệt các bạn ạ. À. Nãy giờ mình sao quân hết trơn Ultra Ball luôn rồi đó mà chưa chinh phục được luôn. Ê cấp phu ơi, kế bên là Gardevoir Fusion. Bữa nay đã gặp lại Gardevoir rồi. Mình sẽ gắn XP share cho cấp phu trước rồi đã. Sau đó thì chúng ta sẽ chinh phục lại Gardevoir ha. Hôm nay là không có chuyện Gardevoir bị knock out nữa đâu. Mình sẽ dùng phone sweep cho chắc các bạn ơi. Aha. Đây nè. Cẩn thận hơn mới được. Mặc dù hơi lâu nhưng mà chậm mà chắc. Tuy nhiên thì mình cũng hết Ultra Ball rồi các bạn, nên là việc thu phục Gardevoir mình nghĩ cũng sẽ hơi khó đấy. Thôi mình còn Fast Ball nè, dùng đỡ đi. Có sao dùng nấy các bạn. Ê, mà được luôn nè. Trời đất ơi, vậy cũng được nữa. Được cái thành tựu gì luôn kìa. À, thành tựu bắt Pokemon hệ cỏ thứ 10. Ô, trời ơi, có dạng kỹ năng của Gardevoir kìa các bạn. Full kỹ năng hệ siêu linh luôn. Wow. Nhưng mà em lại là một Pokemon hệ thép với hệ lá nha. Không hiểu luôn. Coi thử coi, Gardevoir có bay được không? Cưỡi thử không? Ui, không cưỡi được các bạn ơi. Nhưng mà nói chung thì sắp tới mình có thể tận dụng sức mạnh của Gardevoir để đem đi quẩy được á. Cuối cùng thì em cũng chịu về đội. Và cũng đã hết một đêm gần giữa trưa rồi các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa có gặp thêm được bất kỳ Pokemon Necroma nào ở cái cánh rừng này hết. Nữa rồi đó. Chúng ta đành phải ngậm ngùi đi về thôi các bạn. Nhưng mà không sao, mình đã mang về một huyền thoại võ sư trong tương lai. Đó chính là cấp phu các bạn ơi. Nice. Việc tiếp theo của mình là sẽ gán kiểu như luyện cấp cho cấp phu nè. Đồng thời còn đi tìm cái tòa tháp để mình có thể dạy võ cho cấp phu nữa. Đúng rồi, muốn mạnh thì phải học võ các bạn ơi. Cấp phu cần phải học võ xịn sò thì may ra sau này mới gánh tem giúp mình được. Ok, giờ thì đáp xuống cái để mình vô trong này và lấy những cái nắp bóng chứa đã được đập ha. Bữa nay mình có làm thêm một cái loại bóng mới, đó chính là Netball. Với cái loại bóng này thì mình sẽ tăng cái tỷ lệ bắt những Pokemon cấp thấp. Ô, hồi nãy mà có cái bóng này sớm thì chắc là mình đã bắt được cấp phu nhanh hơn rồi đó các bạn. Mà thôi kệ không sao, một xíu nữa thì chúng ta sẽ không sợ chuyện đó nữa. Ủa đâu rồi, cái rương chứa đế của mình ở đây.
Rồi, lấy ra một ít đế cũng như là nút nè. Sau đó thì bấm công thức của những cái quả bóng Pokemon hoàn chỉnh thôi. Đấy, có thêm Dust Ball nha. Thêm Thunder Ball nữa. Rồi, Heavy Ball cũng thêm nè. Và cuối cùng là Net Ball. Xong phiền, xong phiền. Một xíu nữa gặp Pokemon cấp thấp mình sẽ test liền cái Nest Ball này coi coi có hiệu quả hay không ha. Bây giờ thì mình vẫn sẽ tiếp tục cưỡi Zekrom Baby. Sau đó đi tìm Necroma tiếp á các bạn. Nhưng mà thường thì sẽ tìm vào buổi tối sẽ dễ hơn á. Nên là thôi trong lúc buổi sáng thì chắc là mình sẽ đi luyện cấp. Và đồng thời tìm thêm cái tòa tháp để mình dạy võ cho cấp phu là hợp lý ha. Tận dụng tối đa thời gian luôn các bạn ơi. Ở đây có bot Ampharos cấp Ultimate. Ê, dịp lý tưởng để luyện cấp cho cấp phu nha. Sẵn tiện té sức mạnh của Kyurem băng hỏa luôn ha. Dynamax cái nhẹ. Tấn công nào. Ôi trời. Ôi dồi. Ôi dồi. Gắt vậy fan. Ôi dồi. Không có khinh thường Ampharos boss được các bạn ơi. Uầy. Căng cực kỳ luôn á. Cái gì mà không phải dễ xơi các bạn ơi. Thôi cái gì khó quá thì mình nhờ Raudon đi. Chủ quan là đi đó các bạn ơi. Dù sao thì mục đích chính vẫn là luyện cấp cho cấp phù ha. Ok, Raudon tấn công nào. Ôi tạch nặng ơi. Ampharos toàn dùng Dragon Push thôi các bạn. Cực kỳ mạnh luôn. Đây nè, động đất nè, đỡ đi. Ôi, lại dùng Dragon Push cơ. Căng thật sự. Mình phải đai đa mắt cho Kyurem Baby lên mới được. Như vậy thì may ra mới chống chịu nổi sức tấn công của Ampharos các bạn ơi. Đó thì chùa Dynamax mà còn không chịu nổi kìa. Gắt ghê luôn á. Rồi, Aura Sphere của Giratina Baby. Chuẩn bị knock out nha. Học được kỹ năng mới cho cấp phụ luôn nè. Quá dữ, quá dữ. Ê, mình còn được một cái orb mới các bạn ơi. Precious Orb. Wow. Cái orb này cực kỳ VIP luôn bởi vì nó sẽ là cái để sau này chúng ta có thể triệu hồi được Giratina hàng real các bạn. Wow. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có cục kẹo nè. Được á. Cho cấp phu ăn luôn đi. Trước mặt mình là Blastoise Boss Ultimate. Wow. Kẹo này hơi căng nha. Zekrom, cố lên cưng. Mình sẽ cho Zekrom ra trận thử các bạn ơi. Rồi, chiến đấu thiệt là sung mãn nào. Ok, Zekrom chịu nổi một hit của Blastoise và phản đòn nè. Aha, aha. Tiếp tục tấn công nào, Zekrom baby. Ui, Blastoise cũng không có nhường đâu nha. Ui dồi. Đây rồi, đây rồi. Có vẻ là kẹo này Zekrom baby sẽ gánh tem các bạn ơi. Dạ ha. Rất nhanh luôn. Ý, Iron Head một kỹ năng mới cho cấp phu nữa nè. Wow, còn được cái gì đây? À, một cái Tabu Neon Z các bạn ơi. Được ấy chứ. Ờ, nhưng mà mình đi tới vùng sa mạc nữa ta. Ok. Thôi, tôi cần tìm vùng rừng cơ. Ừ. Cánh rừng gỗ sò sẫm. Còn không thì dùng gần biển càng tốt. Bởi vì gần biển thì mình mới dễ gặp được mấy cái tòa tháp. Chỗ mà dạy võ cho cấp phu á các bạn. Ui. Ngay trước mặt mình luôn. Oh my god. Tới rồi. Cấp phu ơi. Tới nơi để dạy võ cho cưng rồi. Wow. Đưa em ra coi. Nè. Đưa học võ của cưng nè. Quá đã luôn các bạn ơi. Thời tới rồi. Ok, chúng ta sẽ đưa cấp phu vô võ đường á. Lên cưng ơi. Rồi, ló lên đây. Ok, đi theo anh. Lên trên nha. Tới chưa? Ồ, chưa tới nè. Hình như còn một tầng nữa các bạn ơi. Tòa tháp này khá là cao luôn á. À đây, cấp phu ơi. Trước mặt chính là cái cuộn bí kíp võ công các bạn. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần dẫn cấp phu lại gần ha. Và sau đó kích hoạt lên. Ủa, đúng không ta? Như vậy mới đúng chứ. Ủa? Ủa, câu đó sai sai nhỉ? Khoan khoan. Mình sẽ lấy bí kíp võ công xuống cái đó. Rồi, đặt kế cấp phu. Và... À đây nè.
vậy mới được các bạn ơi. Alright, alright. Bây giờ couple đã bắt đầu quá trình tiến hóa sau khi học được bí kíp võ công các bạn. Và ta-da, em đã trở thành Urshifu. Uầy, học được kỹ năng hệ nước mới kìa các bạn. Hoài hoài hoài, nhất định rồi, phải dạy cho em thôi. Uầy. Và sắp tới nếu mình có điều kiện thì em còn có thể ghi gan ta mắt và trở thành hình dạng cực kỳ chất chơi và ngầu luôn á. Wow wow wow, lại thêm một chân tố nữa về đội và đã được tiến hóa rồi các bạn ơi. À, tuy nhiên thì cấp độ hiện tại của Urshifu còn khá là thấp luôn, nên là mình phải ráng luyện cấp cho em thôi. Còn bí kíp vô công thì mình sẽ cất vô trong liền á. Ê khoan, coi coi trong này thì mình cũng sẽ được một vài cái miếng plate nè. Người thành công luôn có lối đi ra riêng các bạn. Rồi, ok, mình ra lối này đi. Cho nó nhanh á. Kiếm kèo cho Urshifu test sức mạnh luôn cái nhà. Kìa kìa kìa, đằng kia mình thấy có một trainer các bạn ơi. Được, gửi Urshifu đi xuống dưới. Đây đây, quá trời trainer luôn. Mấy thanh niên được gửi này không à, thoải mái các bạn. Vô Urshifu, Dynamax lên nè. Đấm cho Suedo không trượt phát nào luôn. Ui dồi, Suedo đâu ta? Kìa kìa kìa, em ở dưới này nè. Có chút ép rồi các bạn ơi, thấy thương không? Rồi, knock out Suedo nha. Tiếp theo là Weefish. Để coi, knock out nha. Quay quay, Urshifu bắt đầu là có nét rồi đó các bạn ơi. Gán luyện cho em lên cấp 100 trước đi, sau này nhất định kiểu gì cũng sẽ có dịp em gánh tem giúp mình cho mà xem. Tuy nhiên làm gì thì làm, mình cũng sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm Necroma ha. Mình cũng cay lắm các bạn à, gì đâu mà tìm bữa giờ không có thấy Necroma gì trơn á. Trong khi á, Lunala mình đã có hai Lunala rồi, Uranium Z thì cũng có luôn. Chỉ thiếu mỗi Necroma thôi đó. Còn kia là cái kim tự tháp, không biết là mình loot chưa ta. Ủa sao quen quen nhờ. Ơi đừng nói kim tự tháp này mình loot rồi nha, đúng không? Ừ thế các bạn ơi. Ơi tính ra cái vùng biển này, nó gần cái chỗ lần trước sa mạc mà mình đi ngang hèn gì. Bữa mình chưa đi qua hướng đó các bạn. Ok. Ừ ở đây có cánh rừng nữa nè, hợp lý đó. Vô trong tìm coi. What? Ở trong đây có em Pokemon nè. Ý, khoan. Necroma xuất hiện cạnh đây luôn. Wow. What the heck? Ơi, tuy nhiên thì cái nhóc này đã biến mất rồi. Oh man. Thôi, cho đi để nhận lại á. Tha cho em kia nhưng mà Necroma thì mình không có tha đâu các bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp được Necroma rồi. Urshifu, tớ chọn cậu. Vô, mình sẽ cho Urshifu đấm nhau với Necroma ha. Cái tội trốn kỹ quá kỹ nè. Trốn kỹ hả? Tay nó mát lên nào Urshifu. Đột một hit cực mạnh luôn, thẳng như mặt Necroma. Ok, xong thốn lắm nhỉ. Ui trời, Necroma còn chơi hồi phục nữa, chữa lành gì nữa đây, fan. Trời ơi, chơi mình chơi chữa lành. Đó, đúng rồi, xanh chín đi. Đục một cái nữa nè, dữ, Urshifu ơi. Rồi, được rồi, hay lắm cưng. Giờ mình tung Heavy Ball. Thân xác đồ sộ như vậy, dùng Heavy Ball là hơi bị hợp lý đối với Necroma đó. Đúng không? Chính xác là như vậy. Chúng cho kỹ vô. Rốt cuộc thì cũng về đội của mình thôi. Và coi coi Necroma mình mới bắt về đội sẽ sở hữu trong người cái gì nha. Từ từ, Raudan mình sẽ cho qua cái góc này cái đã. Đây, đưa Necroma ra ngoài và xem coi Necroma sẽ giữ trong người. No. Necroma giữ trong người cái N Solarizer các bạn ơi. Ice. Nếu mà giữ cái này thì khó cho mình rồi, bởi vì mình không có Sogaleo trong đội hình các bạn ơi. Khó rồi ta. Vậy sao kết hợp đấy trời. Sao chất quốc kêu gì nhờ.
chớ chiêu thật sự. Hey. Thôi, trước mắt thì có Necroma cũng là rất là tuyệt vời. Ê, trời ơi, ui đụng ra cái hố này vậy, quá thiệt. Nếu mà như vậy rồi thì chắc chúng ta chỉ còn nước là tới cái vùng mà hoa hướng dương á các bạn. Mình sẽ săn thêm Cosmos ha, để có gì chúng ta tiến hóa cho Cosmos trở thành Sogaleo là được chứ gì. Ừ, tính ra cũng không khó lắm các bạn. Làm theo hướng dẫn là được ha. Nhưng mà vấn đề là có gặp hay không là một chuyện khác nha. One season later. Cosmos xuất hiện rồi. Đây nè. Yay. Cuối cùng thì mình cũng gặp lại được Cosmos rồi. Trời. Quá đã luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử cái loại bóng mà mình mới chế tạo trong ngày hôm nay luôn ha. Đó chính là Netball các bạn. Với Netball thì sẽ tăng tỷ lệ bắt Pokemon cấp thấp. Và mình nghĩ cấp 15 cũng là cấp tương đối thấp rồi. Để coi hiệu quả hay không. Ui, xém được. Ê, vậy là được nha. Tính ra cái Netball này bắt mấy em cấp thấp kiểu như là Cosmos nè, cấp phô chắc sẽ hợp lý á các bạn ơi. Cái này là mình chưa có đánh nhau gì luôn á. Ừ. Ôi trời. Cosmos chơi chạy. À, nhóc này khá. Được thôi, cưng chạy chứ gì, cưng chạy thì anh dí. Để coi, đưa scissor ra và dí theo Cosmos thôi các bạn ơi. Em dám chạy trước anh hả? Tung quick ball lấy lợi thế luôn nè. Không được rồi, mới phone sweep các bạn ơi. Nhiều biện pháp lắm. Rồi ok, vậy là... Ây, lại chạy. Ê, cái nhóc này chơi bắt ngược hay sao vậy? Ừ. Hết chạy qua bên kia rồi, bây giờ lại chạy qua bên đây. Lại thiệt chứ. Thôi, phone sweep đi, cho em khỏi chạy các bạn. Ừ, rồi, giờ thì tung cái next ball nè. Để coi... Cưng chịu sao mà nổi. Nestball của anh đâu có thiệt các bạn ơi. Em chịu không nổi thiệt. Và đây sẽ là Pokemon đầu tiên mà mình bắt được bằng cái Nestball luôn á. Ok đi chứ. Việc còn lại của mình đó chính là mang Cosmos ra. Sau đó thì mình sẽ đi luyện cấp cho em á. Không biết lượng kẹo trong người mình có đủ để cho em tiến hóa hay không nữa. Chắc mình cũng sẽ thử á các bạn. Về nhà trước rồi đã, tại vì giờ trời tối rồi. Tiến hóa cái lại em thành Lunala nữa, lúc đó là lại phải đi tìm Cosmos thì hơi bị phiền đó. Vô trong nhà lẹ. Đi ngủ thôi. Ê, sáng dậy rồi mới cho Cosmos ăn kẹo ha. Mình gom mấy số kẹo ở nhà mình chắc cũng đủ để cho Cosmos tiến hóa đó các bạn ơi. Bữa giờ mình tích góp cũng nhiều lắm. Đây nè, quá chừng quá đất luôn. Ok, tới lúc để xài kẹo rồi các bạn. Ừ. Đây, đưa Cosmos ra ngoài. Ngay cái sân của mình nè, rất là trống luôn. Rồi, cho em mặc sức mà ăn luôn ha. Hả? Kẹo này kẹo size L luôn đó nha, hơi bị bự đó. Ok, ui chạy đi đâu vậy? Đứng lại cưng. Ui cấp 30 rồi nè. 35, 37, 39, 41 rồi. Một kẹo bự. Ui đây em tiến hóa nè. Đây là tiến hóa lần đầu thôi các bạn. Ừ, hình như là em sẽ trở thành Cosmo em á các bạn à. Dạ, yeah, em vẫn còn một lần tiến hóa nữa nha. Đấy, Cosmo em nè. Tiếp theo sẽ là cho em ăn kẹo tiếp. Cấp 50 rồi, 52 luôn rồi. Và đây rồi. Cosmo em đã tiến hóa lần thứ hai. Và lần này em không phải là Lunala đâu các bạn ơi mà. Ta-da. Em đã trở thành Sogaleo các bạn ơi. Wow, nhìn cực kỳ đẹp luôn á. Wow. Thôi, kêu đem vô trong nghỉ ngơi xíu đi cưng. Nãy giờ chạy hơi nhiều rồi. Và khi đã có được Sogaleo mà còn có thêm Necroma kế bên nữa, mình sẽ dùng cái N Solar Razor này để chúng ta dung hợp hai em này lại ha. Đó. Học được kỹ năng Sun Steel Strike luôn nè các bạn ạ. Chắc chắn là phải dạy cho em rồi. Và đây sẽ là hình dạng Necroma Dust Form các bạn ơi. Well. Hôm nay lại có thành viên huyền thoại mới về đội của mình rồi các bạn ơi. Thiệt là vời luôn á.
Ờ, nhưng mà ví dụ nha, hồi sớm mình có, à không, lâu rồi, mình có một viên đá Z của Necroma các bạn. Đây, một viên Ultra Necrosium Z. Và khi mình gắn cho Necroma ở dạng Dust Form này thì có thể biến hình thêm một lần nữa không? Ừ, mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà chúng ta sẽ thử ha. Necroma đây. Ồ, hoàn toàn có thể các bạn ơi. Wow. Và đây rồi, đây chính là Ultra Necroma các bạn ạ. Quá là chất luôn, dạng khè các bạn, dạng như trái chuối vậy đó. Quay xịn 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 thiệt chứ. Hôm nay không ngờ chúng ta lại may mắn như vậy luôn á. Vừa vào rừng đã gặp được cấp phù, và bây giờ em đã trở thành Urshifu hiện đại. Tiếp theo còn gặp được thêm Cosmos và Necroma để có thể tạo thành cái hình dạng dung hợp này. Quá đã luôn. Ê, nhất định phải tìm hội quán để quẩy các bạn ơi. À, còn không qua Ultra Beat cũng được. Ok. Bởi vì cái hố Ultra này Necroma tạo ra cái một rồi các bạn ơi, nên là dễ lắm. Rồi, bước qua Ultra Beat và đi quẩy cùng với Necroma nào. Sẵn tiện đưa Gardevoir Fusion ra test sức mạnh luôn á. Coi coi gần đây có đối thủ nào không ta. Boss bụng đồ á. Ôi trời, thằng lẽ đánh nhau với em này thì hơi quá đáng chứ. Mà thôi kệ, trước mắt là ăn hiếp em cấp thấp trước rồi đó. Rồi, tấn công nào Necroma Dark Form. Ồ, ăn hiếp em nhỏ nhỏ yếu yếu là nghề mình. Gặp boss mạnh thì ngược lại các bạn. Nhưng mà đó chỉ mới là bắt đầu thôi, hành trình đi tìm đối thủ còn dài lắm. Mình đi hồi kiểu gì cũng gặp đối nặng ký rồi các bạn ơi. Yên tâm, yên tâm, một hồi mình cũng sẽ bị nghiệp vật cho mà xem. Ok. Hí? Ui, ở đây có boss xuất hiện kế bên vách núi luôn. Chúng ta sẽ thử cho Gardevoir ra trận ha. Nãy giờ chưa có dịp dùng ẻm, cho Gardevoir ra trận trước đi. À, chúng ta sẽ dùng kỹ năng gì đây? Psychic chẳng hạn. Ok. Ui da, chỗ đánh thốn vậy. Ui ui, cái nhóc ma quy lè này có vẻ hơi bị gắt các bạn ơi. Gardevoir chỉ cấu được 20 mấy% máu thôi. Ồ, tiếp tục được không? Ui, cấu rẻ nhiều hơn rồi. À, hay lắm Gardevoir Fusion. Psychic tìm thử coi. Ui, gần nửa cây máu rồi nha. Có lý các bạn ơi, được nước làm tới các bạn. Tại Gardevoir của mình toàn kỹ năng hệ siêu linh ực, nhưng mà bị knock out rồi. Nhưng mà thôi, đó là toàn bộ khả năng của Gardevoir đã làm ha. Tiếp theo sẽ là Necroma. Để xem coi Necroma của mình. Ôi da, ai ai ai, ăn hành rồi đó. Mới nói nghiệp quật là bây giờ nghiệp quật thiệt rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Úi dồi, ôi, đối này không biết Kyurem Advance có chịu nổi hay không nữa. Mình quên ta, đáng lý ra mình phải đưa em vô trong á. Đội hình baby chắc phải vô trong nghỉ ngơi quá. Mình sẽ thêm vào một vài thành viên phun lửa như là Charizard nè, Salamence. Ừ, Raudon, đúng rồi. Ê, đâu, Victini. Ờ ha, lâu rồi chưa cho Victini ra trận các bạn ơi. Được, 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 nay sẽ là dịp chúng ta nhờ cậy sức mạnh của Victini nào. Dynamax cho em trước. Ok. Ủa, em bị knock out rồi. No, gì mà nhanh vậy. Đây nè, tới lượt Salamence thì không bị knock out nha. Rồi, vậy là Salamence hô hô sẽ trả thù cho Victini. À, đấy, mình đừng chủ quan là kết quả có phải là đỡ không. Chủ quan, đưa toàn mấy em rồng ra gốc cuộc, cái em Willa kia đấm cho không trượt bắt nào luôn mà. Lại có thêm boss Biril cho chúng ta có thể thử đội hình nè. Lại nha, chuyến này mình sẽ đeo dòng Mega vô cái đó. Rồi ok, để có gì mình cho Necroma trở thành dạng Ultra các bạn ơi. Sau đó thì quẩy cho căng căng một xíu nha. Cố lên, cố lên, phải làm được Necroma, đừng để bị chích một cái mà xỉu nha. Đừng. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Trời đất ơi, chắc tại một phần là do bị thọt cấp quá các bạn à. Ừ,
Anh còn kẹo không? Bổ sung dinh dưỡng cho em coi. Đây đây đây, mình còn ít kẹo nè, mười mấy cục kẹo. Ok, ăn kẹo cho mau lên cấp. Rồi ok. Ê, học được kỹ năng mới nha. Ngon ngon ngon. Đấy đấy đấy, 75 rồi. Ăn hết đống kẹo này luôn để lên được 79. Đó. Video đâu? Ok. Trời ơi, thấy người ta ăn kẹo xong lên cấp rồi chuồn. Chơi mà sợ. Trời ơi, lạy thiệt chứ. Cây thế nhờ, bị bán ngành xong rồi không kịp trả thù các bạn. Mà bữa giờ thì mình chưa gặp cái hội quán nào ở bên Ultrabit ha. Ồ ha, không biết là có gặp được hay không nữa. Phải chi mà gặp được hội quán thì hay. Mình sẽ cho Pokemon mình vừa có dịp chinh chiến nè, mình thì có cơ hội kiếm thêm huy hiệu hội quán các bạn. Bữa giờ mình mới sưu tập được 3 cái huy hiệu thôi. Mục tiêu của mình là 10 cái đầu tiên á, nhưng mà không biết khi nào mới được nè. Chắc cũng hơi lâu đó các bạn à. Bên này lại là vùng đầm lầy hay sao á, với lại vùng rừng rậm. Nghĩa nghĩa thử coi, coi coi có gì hot ở đây không. Ở vùng này còn có Charizard Boss các bạn ơi. Đây rồi, hình như đây là dạng Mega X. Cơ hội nha Necroma. Ok, thể hiện nào, thể hiện sức mạnh đi. Nãy giờ bị ăn ngành nó nhiều rồi. Cố lên cưng, đừng xỉu ngang là được. Rồi rồi, biến thành dạng Ultra Necroma lấy lợi thế trước nè. Đó. Ôi sắp hẹo rồi. Oh no. Oh no. Thôi thôi xong rồi. Ôi, chắc đó là những gì mà Necroma có thể làm được hiện tại các bạn. Không sao, chúng ta vẫn còn một vài đồng đội khác. Kill Ram Advance nhắn ngày. Ôi dồi, chắc mình phải đổi đội hình đó các bạn ơi. Đội hình này không thích hợp để bèm nhau với Charizard rồi. Ôi chưa khoan, đây là kèo giữa Charizard God và Charizard Mega X nha. Kèo căng đó các bạn ơi. Hơi thở rộng nè. Ui da, Charizard thì dùng vuốt rộng mạnh hơn các bạn ơi. Không ổn rồi. Vuốt rộng đâu á. Ây, Mewtwo. Liệu rằng Mewtwo có thể làm được Ancient Power. Ui không kịp luôn. Rồi, còn gì nữa đâu. Công nhận mới qua đây mình gáy xong cái là nãy giờ ăn hành liên tù tì luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thay đổi thứ tự lại. Lại nè. Lần này sẽ tới lượt Kira nhưng mà dạng baby ha. Để coi. Ồ, có vẻ là em baby này chịu được 2 hit của Charizard lận các bạn ơi. Wow, nhỏ mà có giỏi vậy. Kế đến sẽ tới lượt của Rayquaza Necro. Mình sẽ Dragon Dance thử coi kịp không. Được hay không đây. Ok, chịu nổi một hit nha. Rồi, tấn công nào. Đấy rồi, nhờ đánh bại Charizard mà Urshifu lại học được một kỹ năng mới các bạn. Wow, và đặc biệt hơn thì Charizardai X đã về đội của mình. Quay quay quay. Vậy là cái nhóc Charizard ban đầu mình chinh phục các bạn. Đâu rồi, Charizard mình có đây nè. Đã có thể trang bị được đá Mega và tiến hóa Mega rồi. Nice. Hôm nay lại là một ngày tuyệt vời đối với mình rồi nha. Đây, mình sẽ đưa Charizard ra ngoài cái ha, để chúng ta có thể gắn cái viên đá Mega vô người em cái đã. Đâu rồi, đây nè. Rồi rồi, đá Mega vô người. Sau đó thì tiến hóa Mega luôn. Wow wow wow. Quá đã, ngắm em cái các bạn ơi. Đó. Tiếp tới mình sẽ gán tìm thêm một viên đá Mega nữa, nhưng mà đó là Mega Y, để có gì cho Charizard giữ luôn. Như vậy thì em có thể tùy biến, muốn tiến hóa dạng nào cũng được luôn á các bạn. Hôm nay nói chung thì cũng rất là tuyệt vời đối với mình, vì mình đã có thêm 2 huyền thoại về đội. Lần lượt là Urshifu nè, tiếp theo là Necroma Dusperm. Hy vọng là sẽ có dịp để chúng ta sớm sử dụng được những Pokemon huyền thoại này, nhất là trong mấy cái hội quán cao cấp đó các bạn. Ừ, háo hức thiệt sự nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.